Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Vũ Lít. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mortal Kombat 11. Và nếu các bạn cảm thấy thích cái series này của mình thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và đừng quên chia sẻ video để ủng hộ cho mình nha. Thì cái bản này mình có làm Việt sub với các bạn. Và thực sự là mình làm các bạn biết là tiếng Anh của mình rất là kém, vì thế mình phải lên trên Google dịch á. Và một cái clip mình sub tới tận 4-5 tiếng là các bạn ạ. Vì thế mà nếu như bạn nào mà không ủng hộ mình thì cũng đừng nói lời cay đắng nha. Bạn nào ủng hộ mình thì đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và ok, hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục phần tiếp theo. Nhưng mà trước tiên là mình muốn hỏi các bạn là các bạn có nhớ cái thằng mà đầu trọc ở tập trước không? Cái thằng mà nó gọi là cái điều khiển thời gian đấy, cái gì thợ sửa thời gian gì ấy. Theo như ý của nó nói là như thế. Thì cái thằng đấy không biết là các bạn có nghe cái từ mà finish him, hình như là do cái giọng của ông đấy nói hay sao ấy, nghe quen lắm mà không biết phải không. Đấy là một cái nhỏ nhỏ mình nghe thấy và mình thấy quen quen, không biết là các bạn thấy có đúng không. Rồi ok, hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục chơi Sub-Zero và Scorpion nhá. Ok, và trước khi vào cái clip này, mình chắc chắn với các bạn một điều là ở Việt Nam này có rất là nhiều bạn là fan của Scorpion. Và các bạn đã tìm đúng người rồi, mình là thần đồng Scorpion luôn. Không tin đúng không? Hôm nay mình sẽ chơi Scorpion cho các bạn xem nhá. Rồi. Đó. Đây là Hanzo. Nào. Chơi. Bạn nhìn đây. Đó. Get over here. Các bạn thấy chưa? Ơ. Từ từ. Từ từ chút. Chút cái nút. Đó. Các bạn thấy chưa? Từ từ đã. Đó. Bây giờ mình đã học hết tất cả tuyệt chiêu của Scorpion rồi các bạn ạ. Kéo lại. Ui. Để mình kéo lại này. Đó. Đó. Cái chiêu này ai cũng thích hết đúng không? Get over here. Đó. Từ từ. Nhưng mà tạm thời là mình còn chưa có quen với cái tựa game này lắm ấy các bạn. Cho nên là... Đó, các bạn thấy đánh nhanh như chớp chưa? Ui. Mày xả nó. Xả nó. Vậy, mày đệ tử của Sub-Zero mà tao từng giết Sub-Zero rồi, mày nhớ không? Tao gọi là bẻ cổ của Sub-Zero, gọi là đó, xong. Tuổi. Nào. Get over here. Mà. Tại sao tiếng game nó nhỏ nhỉ? Tập trước có nhiều bạn thắc mắc cái mình đấy là tại sao anh để tiếng game bé thế? Mình đã gọi là trong đây chỉnh mắt tiếng game rồi mà nó vẫn bé tí à các bạn ạ. Get us over here. Mày tuổi dê chém nó. Các bạn nhìn này, đao kiếm vô tình à, đao kiếm vô tình. Ôi đánh con này yếu quá, một phát tung mồm. Sơ bạn thấy chưa, mình nói có sai đâu, mình đánh con Scorpion kinh vãi trưởng. Ủa sức đầu cũng mạnh thế. Đây là sai rắc đã bị thao túng nhá. Cái thằng này nó không thích làm người máy đâu. Bạn nào mà xem Mortal Kombat 9 thì sẽ biết. Mà sau khi bị làm người máy thì nó bị chi phối các bạn ạ. So you're nothing but pawns. We act to secure the Lin Kuei's glory in the new era. Sub Zero đi. Mỗi thằng chơi một tí. Wow. Sợ. Mình không hiểu sao tiếng game nó bé vậy luôn ấy. À thằng này chính là cái thằng nội gián ở tập trước của mình. Thằng nội gián mà cái thanh niên Sub-Zero nhắc tới này. Có tuyệt chiêu gì mới không? À, từ từ đã. Đây mình sẽ cho các bạn xem. Ủa đây không có điều khiển âm tiếng được ta. Xem mua lít nào. Ủa thằng này có nhiều chiêu lắm các bạn ạ. ADK, SAI này, SDI này. Trời ơi. Đúng nhiều chiêu luôn đấy. SAI này. Hay à, SDI này. Ủa. Thằng chiêu nó vô cực vậy. Hay à. Ấy, mi. Thằng này đúng nhiều chiêu lắm các bạn. Nhưng mà cái chiêu bắn đấy, chiêu bắn băng đâu nhỉ? Nó cười em. Đấy, nó cười em. Đó, bắn băng đây. Đó. Bắn băng. Ê. Ủa đau thế, nó cưa tôi các bạn ơi. Mày cưa tao, mày cưa tao. Tao có dìu nhá. Tao có dìu nhá mày. Ê à, đau quá con lợn này. Mày này knock out luôn này. Mày này. Bài quen thuộc. Bài knock out. Ê, min. Ui giời. Ua. Mày này, nhầm rồi con ơi. Mày nhầm rồi. Ua. Không chết này điêu ấy. Một bữa. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Gọi là ui giời ơi, xong phim.
quá đã. Con này tuyệt chiêu của nó dã man quá mà. Mày ua, mới vào nó xích em rồi. Anh ơi, nhưng mà thằng Sub Zero đánh không có phê bằng thanh niên kia. Không có đánh phê mà không bằng Scorpion các bạn ạ. Mình đánh quen Scorpion rồi. Ê, min. Mày, min này. Ua, khó chơi quá nhở. Mày, bắn băng này rồi. Bậc thầy băng giá đây ở đây mà. Ôi rồi, no. Thái đánh tuyệt chiêu nó không có. Ủa đấy, cũng được ấy nhở. Tuyệt chiêu nó không có phê như là thanh niên Scorpion các bạn ạ. Mày, knock out này. Mày, sao, ui. À, đau nha bạn. Mày cho tao xem cái x-ray của mày cái. Tao đùa ấy mày. Easy. Tạm thời này vẫn cứ là easy. You will be freed. Hurry before we face more Cyber Lin Kuei. You'll need a moment to initialize. Cầm để chờ các bạn ơi. Ủa, thằng nào ấy? Sector, show yourself. À, thằng này. Thằng này Sub Zero này. Thằng này Sub Zero là bạn nào mà các xem phần 9 thì sẽ biết. Bihan là Sub Zero đời đầu ấy các bạn. Thằng Sub Zero của hiện tại của mình chỉ là thằng em thôi các bạn ạ. Thằng này là Sub Zero đời đầu này. Ở phần 9 có này. Ở trên Scorpion này. Scorpion đã từng một lần bị giết. Đã từng một lần giết thằng Sub Zero rồi. Bây giờ sẽ là lần thứ hai. Mày. Let's go. Get over here. Ủa, đau không con? Đau không? Get over here. Ủa. Mày nhìn cái gì không con? Mình đánh con này gọi là như một ninja luôn các bạn, như một nhẫn giả luôn. Đó, thấy chưa? Ai nhập với hỏi Vũ Lít rồi? Vỡ mồm. Ai nhập với hỏi Vũ Lít ấy? Mày. Get over here. Easy, thấy không? Cầm con tương tổ nó phải khác đấy anh em. Mày. Một chém. Này, sơ. Đánh không mất giọt nào đấy các bạn. Ôi thôi con này phá kế hoạch của anh rồi. Ôi nó không get over here này. Ê, đau nha mày. Noob Cybot. Thôi đổi tên là Noob Cybot các bạn ạ. Thực sự đó là Bihan Sub Zero đời đầu. Ê, Mày. À mình chưa được xài cái x-ray của nó. Ê, để đánh cái ít máu của xài x-ray ha. À đánh đi. Đánh đi, xài x-ray cái. Đấy, đập vỡ mồm. Đánh đi. Đánh tao cái, nhanh lên. Ok. Ok. Ơ, thằng mày bị. Ui đấy. Đúng rồi. Ui nó cười em. Trời ơi. Mày nhầm rồi con ạ. Ui sổ. Get over here. Thế này vẫn sống được các bạn ạ. Điều quá. Máu nó bắn lên kìa. Da man. My strength is more than vengeance. Rồi thằng này hồi phục rồi này. No. You ripped out my heart. Made me a machine. Your soul is intact, Cyrax. Trust me. I speak from experience. Quan Yang. Is that you? You look so old. And Scorpion? We'll explain later. For now, know we share the same goal. The Cyber Lin Kuei's destruction. We need your help, Cyrax. I can disable their communications network. It'll shut down this factory and every Cyber Lin Kuei connected to it. Hình như là Sector tới rồi hay sao á? Lại Scorpion nhá, đúng là Sector rồi.
Ua. À quên, thằng này cũng là lửa mà. Rồi bắt lửa vô dụng thôi con. Mày gặp nhầm Best Sub Zero Việt Nam rồi con. Gặp nhầm Best. Ô đỡ được gặp. Mày đỡ đỡ chém rồi phát giờ đỡ. Nào nào nào. Ê à. Mày gặp nhầm Best Sub Zero Việt Nam rồi con lợn này. Mày này. Mày này. Rồi, tuyệt kỹ của tôi. Không được, phải xài tuyệt kỹ đánh knock out kiểu vậy được. Nó không, người ta không phục đâu. Mình phải đánh theo tuyệt kỹ của mình á. Ủa đau. Đau. Đau nha mày. Sa. Đây là con quay kỳ diệu nha mọi người. Ê. Con quay kỳ diệu nha mày. Ê à. Ôi mày. Get over here. Mày này. Từ từ bình tĩnh. Mày. Ủa. Mày. Mày. Nhơn. Nhơn với anh. Ơ mày bị cái gì vậy con? Mày bị cái gì vậy? Ủa đau nhá. Đau nhá bạn. Ê. Ơ thằng này có chiêu của thằng thằng Jack. Phải không ta? À chiêu của thằng Kai. Đúng rồi. Bạn nào xem Mortal Kombat 4 sẽ biết cái chiêu này. Chiêu này của thằng Kai. Đúng rồi. Thằng Kai mình thích thằng Kai vãi trưởng nha. Nhưng mà Mortal Kombat mình chỉ thấy nó ở Mortal Kombat 4 thôi. Chiêu này chiêu của thằng Kai chuẩn mỡ rồi. Tại sao thằng Setter này có chiêu của thằng Kai ta? Ê à đau mày. Mày. Tại sao mày lại có chiêu của thằng Kai? Mày là Set Toy mà. Mày. Mày này. Nó có chiều quảng cai ta. Mày. Mày ăn chắp chiều của anh cai. Mày ăn cắp chiều của anh cai. Đấm vỡ chim mày. Chuẩn chiều quảng cai rồi các bạn. Fuharomi in Satoshi. Satoshi là nhà huấn luyện Pokemon này hả các bạn? I'm in. I'll reformat the system drives and shut us all down. Goodbye quietly. It is not the end. I will find a way to restore you. Anything is possible. Hanzo and I are living proof. Please don't bring me back as a machine. I can't live like this. Đấy, thằng này nó không thích làm người máy mà. As long as I am Grand Master, the Lin Kuei will welcome you. Until we meet again. Rồi lại có thêm một thằng nữa hy sinh rồi các bạn. Bây thằng này nó sẽ ngắt cái động mạch của những cái con robot kia. Và nó chết luôn. Điện giật teo chim là có thật các bạn ạ. Service she needs, but I can't quite afford until I know the job. You will see. Nghe thằng giọng của thằng Iron Man kia hệt cái giọng của thằng nó hay nói finish him. Ôi, Set Toy bị thương rồi. Can you restore him? There's some frame damage. Circuitry looks good. Looks like someone did a software wipe. Fixing that won't come cheap. Once he is repaired, can he be replicated? Hundreds of times. Thousands. That's a tall order. But anything's possible. With the right help. Serve Kronika, and she will provide. Take the deal. Trust me. Rồi, quá khứ và tương lai gặp nhau. Otherwise, who can you trust? You weren't kidding. It's like a mirror reflecting the past. How about that? Over 50 and still a ripper. There's still the matter of our fee. We get paid in the new era. Kronika will make sure the Black Dragon come out on top.
Not only in the black market, in every market. Right then, let's get to business. Reach your dad yet, kid? The network's still down. I hate being so far away. Dad must be climbing the walls. Be patient. You'll get through. I know my dad's still alive, but it's like I'm seeing a ghost. You and me both. But they aren't ghosts. Oh, they're definitely real. Can this get any more bizarre? Cái tầm này là Sonya với cả là Jack vẫn chơi với nhau các bạn ạ, chơi thân luôn. Lúc mà Sonya chưa cưới Johnny K. Đây chắc là nhà của nó quá. Nhà của Jack với cả Jack Quy các bạn ạ. Đặt tên con là Jack Quy nghe buồn cười đấy. Thề. Ông này chắc lên chức cao lắm này. Con gái cũng theo cha đi học quân đội. Ông này bị thằng Ermac bóp cho nát hai cái tay này. Không biết các bạn nào biết không. Sao không liên lạc được ta? Vãi cục xúc vậy. Đập đi lấy cái gì gọi lại nữa thằng óc vãi cả trường. Chắc nhớ con. Nhìn khổ nhỉ. Còn ngủ ngáy đấy chứ. Vãi trường. Uống bia. Rồi, biết rồi, Corica tới. Mình cũng chả nhớ tên bà gì mà mình cứ đọc tạm là Corica nha. Tên bà này khó đọc vậy. Jackson Briggs. Do not fear. I have come to offer you a new life. A better life. That's awfully generous, seeing as we never met. We have not met. But I know you. How valiantly you have served. How horribly you have suffered. That was not my plan for you. Your plan? You were to retire distinguished, not in disgrace. Years from now, General Jackson Briggs. More importantly, your daughter was not to serve, nor endure the same tragedies you have. Your home should be filled with grandchildren. Help me, and it will be. Khó hiểu nhờ. The Tarkatans, long extinct, have also returned. Shao Kahn will seek them out. He relies on their power. Kotal scouts tracked a Tarkatan war party to the Kai Tin's lost hive, Devorah's ancestral home. Her hand in Shao Kahn's escape makes that our starting point. Please advise me of what you learn. I must consult with the Elder Gods. When do we leave? Your duty lies elsewhere, Princess. I need you to enlist Queen Shiva. Her support is critical against both Kronika and Shao Kahn. Surely you can. Queen Shiva does not trust me. No Shao Kahn has since my bloody battle with Goro. Shiva's always respected your opinion more than anyone's. When she hears you support Kotal, she'll join us. If that is my duty, so be it. Thank you, Princess. Sao thấy mặt cái con Kitana này cũng giống khựa vãi trưởng ấy nhở? Cũng mấy con này nhìn giống Campuchia thôi. It was my idea, Kitana.
It's in your best interest. Succeed with Shiva, and Koda will pledge his loyalty to you. There's no bond more sacred to an Ashtek like him. Con Zen này nhìn giống Châu Phi ấy nhở? Vãi trường. Châu Phi hay Campuchia nhỉ? Hay Ấn Độ ta? Nhìn giống Ấn Độ hơn đấy. My life has changed as Outworlds come. Thankfully, you have not. You haven't changed much either, despite the years. You're still the same noble warrior I met in Shao Kahn's court. And now you're Kahn. I'm surprised no woman has claimed your bed and become your queen. Many have tried. Yet they failed. Why? None of them were you. There are fresh tracks leading into the Hive. If Shao Kahn's in there, he'll be difficult to find. The tunnels are endless. Set fire to them. If he's hidden, he will be smoked out. Kotal, we don't know who else is in there. À, có biến. Ngựa chạy hết ạ. À. Một ngựa nhát chết. Ui! Bộ cạp à. Ui vãi. Chết bắt rồi. À mà chắc này chắc một con này mà chắc xuống đây đánh nhau ấy. À biết là con nào rồi, con Devora. Con ong đấy các bạn biết không? Các bạn nhớ con ong không? Con ong mới là cứu Sao Khan đấy, chuẩn mỡ đấy con đấy rồi. Nhìn này là biết ngay. Ủa không phải à? Ủa nó này, xinh nó luôn. Vậy. Từ từ hả mày? Trade Katana's friendship for anything. It is pitiful you choose servitude. She and I fight side by side against Shao Kahn. His oppression cannot stand. Fight. Ok, và clip này dừng ở đây nha. Và nếu các bạn thấy hay, đừng quên bỏ lại cho mình một like. Và các bạn thấy cái công sức cực khổ mình viết súp và học tiếng Anh nó hay ho thì các bạn đừng quên bỏ lại cho mình một like nha. Còn bây giờ thì bye bye.